Chương trình Tỏa Sáng Giữa Đời Thường trân trọng giới thiệu câu chuyện của một vùng sông nước với những cuộc đối đầu gay cấn và sự quyết liệt của một chiến sĩ cảnh sát. Em ấn tượng nhất là chỗ đồng chí Thiện. Những người dân ở đây là rất là cảm kích anh chí Thiện, luôn hết lòng cống hiến. Nếu mà phải chọn lựa, tôi vẫn tiếp tục chọn nghề công an tiếp. Sẵn sàng gìn giữ an ninh đường thủy. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi sẽ kết nối với hiệp sĩ trên sông trong chương trình Tỏa Sáng Giữa Đời Thường với Người Hùng Đường Thủy, phát sóng lúc 20:40 tối thứ sáu ngày 28 tháng 10 trên HTV7 và phát lại lúc 11:30 trưa thứ bảy ngày 29 tháng 10 2016 trên HTV9.